Anh ơi, so sánh giúp em Vio 125 với lại Vision đi anh. Hả? Trời em ơi, hai con này đâu cùng phân khúc đâu. Anh so sánh là anh em chửi anh chết. Em đang phân vân, tháng sau em qua ủng hộ. Ok anh em, đây so sánh Vio 125 và Vision. Em này thì tầm khoảng 40 tới 43 cũ. Em này thì đang bình ổn giá chỉ từ 35 cũ. Trên nhau tầm khoảng 7 tới 8 cũ, anh em sẽ có động cơ 125 làm mát bằng dung dịch. Còn em này thì động cơ chỉ có 110 và làm mát bằng gió. Xe này nam hay nữ chạy đều rất thể thao. Xe này nữ chạy thì sang, mà nam chạy thì kỳ. Xe này đi phố thì thoải mái, tiết kiệm. Còn nếu bạn không có người yêu mà chạy xe này, xe nó ôm bạn còn hơn ôm người yêu. Xe này thì vẫn sử dụng đồng hồ cơ, màn hình LCD nhỏ, sử dụng đèn halogen. Còn xe này thì đồng hồ LCD và sử dụng đèn LED hiện đại.